xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay buổi sáng chồng em cũng làm lẩn quẩn ở nhà này cả nhà. Chồng em bữa nay không có đi làm á, rồi ổng làm công chuyện ở nhà. Giờ bữa nay em đi xách cái gỗ ra, em nhờ ổng đi hái giùm em một mớ bông xua đũa vô nấu canh chua với đầu cá hồi ăn cả nhà ơi. Em thấy ở nhà, trời ơi, bông thiên lý em nó nở quá trời rồi. Cả nhà cá hồi quay qua đây hái luôn quá. Để quay cho cả nhà xem nha. Em nhờ ông chồng không đây, giờ nó nằm ở trên kia sao á cả nhà, thấy là một chùm, hai chùm ở trên đây nữa nè cả nhà, quá trời luôn đó. Nó chùm chùm ở trên đó kìa cả nhà ơi, nó chùm chùm trên đó kìa, ở đây nữa nè, sao nó bị héo 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 hết trơn rồi cả nhà đó. Chắc này nó cũng nắng rồi cả nhà. Giờ đi hái bông xua đũa xong đi rồi hả, qua hái bông thiên lý cả nhà ơi. Đi nhờ ông chồng em muốn hái giùm, phụ em hái đi, một mình em hái thì em quay nó khó. Sẵn có ông chồng nè, u quá trời luôn, quá trời luôn cả nhà ơi. Đây nè bông thiên lý nè, chùm chùm luôn nè cả nhà đó. Đây nữa nè, quá trời luôn. Giờ để em đi hái bông xua đũa xong đi, còn trên kia nữa cả nhà ơi, nó chùm chùm trên kia kìa, mà nó xa lắm, nó nằm trong lá cả nhà, không chú thấy đâu, hồi hái mới thấy. Em đương dọn á cả nhà, bữa hổm nó nhiều lắm, em đương dọn khúc này nè, nó sập cái vàng rồi, nó đương sập cái vàng rồi nè. Cái đầu em cắt, em dọn, em cắt em dọn hết, đang để em làm cái vàng mới mà hổm gà còn bận công chuyện chưa làm. Bên đây này nó bị héo rồi nè, bữa hổm em cắt em dọn hết trơn, dây chùm này nó bị héo rồi cả nhà ơi. Đây, chồng em đương dọn cỏ cho em nè. Anh đi hái giùm em mới bông xua đũa ơi, đi tắt đi. Đây cả nhà ơi, chồng em ổng còn làm lỡ dở, ổng chịu ấy, giờ em đi hái bông thiên lý luôn cả nhà. Bữa hổm em hái một bọc cỡ khoảng nửa ký rồi cả nhà, nhưng mà em không có quay. Bữa đó em ở dưới quê em mới lên, em mệt quá, công chuyện lu bu, lo hái xiếc thì vô cơm nước, không có quay á cả nhà. Rồi giờ bữa nay cái đầu hái mới nữa, mới hái qua kia vậy, bữa nay em hái mới nữa, cái đầu em sẽ bỏ vô, mai em giờ nó trên đó đó cả nhà, nó chùm chùm trên đây nè. Trời ơi, có một tay à, không thấy đường cả nhà ơi. Đây đây đây, ở trên kia nữa nè, ở trên đây một chùm nữa cả nhà ơi. Này, hái mấy chùm này luôn. Cái chùm này ngày mai mốt hái mới được hả ta? Để mai mốt mình ra mình hái mình ăn luôn ta. Giờ mình đâu có ăn đâu. Mình lựa cái chùm nào nổi nhiều đi mình hái ha cả nhà. Hái thì nó nhiều lắm đó chứ không phải ít đâu, nhưng mà tại vì em cũng chưa có hái. Giờ em phải lên, nó nằm tuốt ở trên đọt á cả nhà. Em phải trèo lên đọt, em phải trèo lên. Ok. Bữa hổm em chèo lên đây kiến vàng nó cắn em muốn chết luôn, kiến vàng nhóc luôn. Nhưng mà chồng em tắt mấy cái máy rồi, ông đâu rồi ta? Đây là cả nhà, đâu rồi cả nhà, thấy không, nó trốn luôn đây nè cả nhà. Nó một chùm to chưa, nó trốn lá không à, nó xanh xanh. Em đây nè, anh đâu á? Em đây nè, hái bông giùm em. Anh đi đâu? Thì đi hái bông xua đũa, hái bông này luôn nè, sẵn rồi, em thấy em hái luôn. Không tính em kêu em hái bông xua đũa, em thấy em chèo lên đây không, không đi ra luôn cả nhà. Đó, kiến vàng, ngay ổ kiến vàng nè cả nhà ơi. Thấy không? Đâu rồi? Ủa nó vò quá trời luôn kìa cả nhà. Mà giờ nó nằm tuốt ở trên đây. Nó, nhà thấy chùm không? Chùm đây nè, đây, đây, đây nè. Trên đây nữa nè cả nhà. Xanh xanh với lá không mà chả thấy cả nhà. Chỗ nắng mà. Kiến không à. Kiến không à. Mà không không chạy lên đây là làm sao hái được, nó một túc ở trên đây nè. Nó cả nhà thấy không? Nó nằm
làm cúc. Tiếng. Xin ăn có mấy bông sinh lý mà nó kiến sao lớn, mấy đợt trước đâu có kiến đâu mà đợt này số kiến dữ rồi ta. Nuôi kiến chết rồi lo gãi không à. Dạ, tới em qua đây em kêu ổn thì hái cho em mới bông xô đũa cho nó canh chua. Đó, sáng nào sáng giờ anh có tưới mai chưa? Có hả? Sáng giờ em không có tưới, nó để em hỏi anh có tưới cho em tưới, mà em không tưới. Mỗi khi ổn không tưới thì em tưới tới nhà đó, giờ mai qua ổng đó vậy, mai mốt anh tưới đi em khỏi tưới. Anh đây thấy bông nào búp búp ngon thôi anh, còn mấy bông nào ấy nở quá bỏ đi anh. Hình như ở đâu em thấy có cây con lên ta, ở như ở trong kia hả vậy? Được mấy cây, được 3-4 cây này vậy chứ hái cái là đủ nồi canh chua đó cả nhà. Sáng em không có mua cho em mua có 3 trái cà chua. Anh còn bông đó kìa, trước tay trước mặt anh nó. Em mua có mấy trái cà chua dưới nhà, em nhớ bữa hổm còn miếng giá ăn bún, còn miếng giá đó cả nhà. Cái đầu em để lại, em không có đi mua gì hết trơn á, chủ yếu về hái cái bông xôi đũa vô nấu canh chua với đầu cái hồi cái xế là xong, được một bữa ăn vừa rau sạch và vừa rau sạch là không tốn tiền ha. Chiếc tay anh kìa, chỗ góc tay anh kìa là 2 bông kìa đó, thấy chưa? Ở trên nó mình dòm xa vậy là mình thấy cả nhà, mà lại gần cái mình quằn xuống không thấy. Bỏ đi, trước mặt rồi, trước mặt đây là sao không thấy? Không, trước mặt cái trên nhánh cho này nè, hết thấy rồi, không lại đâu hết, chối nắng như quằn quằn xuống là không thấy ngộ gì đó. Cái nào nó nở quá thì anh bỏ luôn đi, bứt bỏ luôn đi, để nó ra trái nhiều quá cây nó còi hết trơn. Trồng một cái trước mặt anh, bên kia ở bên kia 2 bông nữa, bên đó 2 bông, bên kia 2 bông nữa. Ờ à, đúng rồi, nó thấy chưa? Dòm xa xa gì thì thấy nè, ở bên đây 2 bông nữa kìa là được rồi, nhóc luôn. Cây nó nay cây bông nhiều quá trời luôn cả nhà. Hổm gà em không có hái, còn anh dưới đó còn đó, sao còn con chùm chỗ nhánh anh cầm nhánh dưới kia đó còn đó không, ở dưới. Ờ ừ, đúng rồi, cái bông đó nó nở mới hay nở cũ? Mới nở thì ở, còn cũ thì bứt bỏ. Bứt bỏ đi, ừ, bên kia nguyên chùm, bên kia không, bứt bỏ đi, kệ nó luôn, bứt đi để nó ra trái nhiều quá nó còi cái cây. Ôi trời, trong số đũa này là cái cách ngày là hái ngày, cách ngày hái ngày đó cả nhà, cứ cách ngày là em hái ngày, cách ngày là hái ngày. Mà có khi cái đầu có lúc không ăn, cái làm biến không có hái, hái vô rồi không ai ăn hết. Còn khi gáy em đem đi cho, có ai loại cái em kêu hái đi đặng em cho, khi em hái cái em cho người ta. Nói dù cho không gà như chưa có bẻ đưa cho anh Dũng á nè. Ủa hổm anh Dũng anh rồi gãy nhánh, nhận cái nhánh bông xô đũa này nó giòn ghê luôn. Ở trên kia còn nữa nè, trên mấy nhánh trên đọt á. Lâu xuống gãy ha. Kệ lâu xuống đi chứ giờ sao? Quần xuống, quần mạnh xuống, quần mạnh xuống. Hái hết luôn đi. Ở trên kia còn bông, trên đây còn 2-3 bông nữa nè. Nhánh bên đây. Đợt đó trồng nhiều lắm luôn hả anh? Đợt đó em ương hột, em xin hột bên nhà của anh kế bên nè cả nhà. Em ương nó trồng nhiều lắm, mà nó chết hết à. Như em không có thân sóc. Nói ngay là em trồng em ít có thân sóc lắm, không có thời gian trồng rồi xong rồi bỏ đại đó. Thôi nhánh tụi nó cao khỏi ấy đi, sợ anh bẻ không được tới nó quằn xuống nhánh kia gãy nữa. Còn trên đó 3 bông nữa. Cây này không có nhiêu chứ, có không? Bẻ đọt luôn hả? Bẻ đọt cho nó ra tược mới hả? Rồi qua cây bên đây nè,
Em tính em đi trồng bông ấy nữa nè anh. Cái gì vậy? Đi vòng vòm nữa cả trời. Trời ơi trời, ổng nương qua cái ấy ông, ổng nói em đi phải vòng vòm mấy cây mai không? Bỏ gỗ xuống đi hái. Bên đó không có đâu, cái cây này không à. Ruộng ba cái dây đó. Chiều nay chắc anh vẽ xuống luôn hả? Vẽ xuống luôn uổng anh. Nãy không có đem cái kéo ra, đem cái kéo ra tỉa mấy dây biết anh quằn xuống được. Mỗi khi em quằn xuống không tới. Nó chứ đi lấy mớ hột lại. Ha. Chồng em qua tới cái cây bên đó là cây cuối cùng. Cây đó là bông nở hết ha. Ở trên kìa quặng mấy cây hông, cây mới nở, mấy bông mới nở, chuyện qua thì mình hái luôn mình ăn được. Còn cây này cây cuối cùng, nó hơi chói nắng nha cả nhà. Em hái chắc này cũng chắc chưa. Bên đây nè, bên đây còn mấy chùm với cái nhánh trên đọt kìa. Rồi xong anh đi qua anh thăm cây ớt luôn đi, bẻ cho ớt vô là nấu đủ nồi canh chua. Rồi ghé qua cây quế luôn, hái quế vô niêm nồi canh chua luôn. Nó không đơn giản cả nhà. Em sống thành phố như là ở miền Tây vậy đó cả nhà. Bẻ đọt luôn hả? Ổn vậy? Như miền Tây vậy đó. Em phái chồng lắm mà có cái em chồng em chưa biết cách chăm nhiêu á cả nhà. Giờ này em đương học hỏi để là biết cách chăm, giờ tới chồng tiếp. Không biết cách chăm mà làm biến. Công việc em nhiều quá, không có thể nào mà chăm nổi. Anh thử nghĩ đi. Công việc em mà cơm nước, con cái, nhà cửa, cái gì cũng em hết. Rồi ghim thêm việc ngoài nữa. Còn bên anh còn bên nhánh bên đây nè. Ừ. Sáng con cái ăn uống đi học đi hành. Rồi về công chuyện cơm nước giặt giũ lau nhà dọn dẹp mình anh em. Qua từng ghé qua cái ớt luôn đi. Đi, đi qua thăm cái ớt luôn. Cái ớt không trồng tự mọc có ăn luôn rồi cả nhà ơi. Cái gì? Chín rồi kìa, nhãn lồng chín cả nhà ơi. Ngọt không anh, ăn thử coi. Quá trời luôn kìa, hổng gài không có ra đây, quá trời luôn kìa anh. Cả nhà ơi, đây để em quay lại. Ngọt không? Đằng này nhớ là tôi thơ. Ừ. Nhóc có trơn kìa. Nhóc. Ngọt không? Ngọt. Ngọt, nó chua chua ngọt. Nhãn rừng. Nhãn lồng. Ở dưới quê em thì kêu nhãn lồng. Đó. Quá trời chín luôn kìa, hổng gài hổng ra đây cả nhà ơi, coi kìa, nóc có trơn luôn kìa cả nhà ơi, coi kìa, nó trốn đây nè cả nhà. Cái này mai chiều mà kêu con chuột rồi đi ra đây bẻ cho nó ăn á, mà chuột chiên chinh nó không biết ăn này đâu. Mấy đứa con em nó không biết ăn này đâu, có hai vợ chồng. Có tôi thơ dữ dội mới biết cái này. Ừ, hồi xưa nhỏ. Anh, nó bị khô nước đúng không, bị khô nước, thiếu nước. Ủa, mưa xuống rồi, buồn. Mà cả nhà kìa, anh dậm lên quá trời luôn kìa, nó gà đâu đi đâu. Rồi được có hai trái ớt luôn, kêu nước là tứ rụng rồi phải không, thôi kệ đi, rụng nữa nó có mọc hột lên mình ăn. Thôi mình để trái thôi, trong chung cây mình còn để trái đó đi, mai mốt mình bẻ. Rồi thôi được hai trái, được nồi canh chua, vô hái cây quế nữa rồi đặng đi nấu canh chua cả nhà ơi. Ghé hái mấy đọt quế luôn anh. Đọt đi. Cây cốc à. Bẻ trái cốc ăn rồi ta. Cái chết mồi em thấy cái bông mồng gà. Chà nãy chồng em hái bông gà em đưa cho em. Thấy vô đó luôn à. Ở bên đây mấy đọt non non nè. Quế á. Đây nè. Bẻ trái cốc ăn cả nhà. Cây cốc mẹ em trồng mấy năm trời rồi đó cả nhà. Trồng mấy năm trời à. Em bẻ xong đi lướng trong mát nè. Rồi chồng em bẻ nó đi. Ở đất anh ơi, đủ niêm được anh ơi. Em mời cả nhà ăn cốc với em nha. Anh ăn không? Bẻ trái đi ăn đi. Bẻ trái nữa đi, em bẻ trái nữa đi, em bẻ trái. Ngon. Một cây à? Một cây à, nó chua cũng chết rồi nè. Nó chua à? Còn chuột nè cái chẳng mạnh.
chua hơi ngọt. Nhăn mặt. Chào bà cô chú ơi con. Chú. Chú chào bà cô chú cái. Con đang làm gì đó? Con đang nằm với chú Quân hả? Đừng nằm coi điện thoại với chú Quân. Dạ. Vợ chồng em thì em ngồi đặt rau rồi em đi bắt nước lên nhúng nấu canh cả nhà. Bữa sau bắt ra anh ơi. Bữa sau không? Sâu ăn bổ sâu. Không ăn bữa sau luôn hả? Ừ. Cả nhà coi con chuột kìa. Hai cha con nói khác bây giờ nó sẽ nhảy lên đây nó ngồi nó nói sâu nè cả nhà. Đó. Rồi. Đó. Nó không biết sợ con sâu là gì luôn, nó ngồi nó ở bông với cha nó mà nãy giờ nó giỡn với sâu với cha nó, em bắt ra đương kho thịt. Để con chơi cha. Ừ con chơi cha đó chơi đi, có con sâu không? Cha nó kiếm con sâu cho nó đó. Nó thấy sâu rồi hả? Nãy giờ chú có thấy con sâu không? Không biết. Không biết. Nè, nè nè. Kìa, nó con sâu kìa. Đó, con sâu kìa. Đây nè, con sâu đây nè. Rồi banh rau hết rồi. Đạp lên rau mẹ banh chành hết rồi, coi kìa coi đứng giọng thú đó. Nó đâu? Đứng giọng thú kiếm sâu kìa. Đây nè. Đó chưa? Cha nó nhát nó thì nó giả bộ nó sợ vậy đó, cho nó kiếm nó bắt nữa đó cả nhà. Vậy đó. Cha kiếm nữa mẹ. Ừ kiếm đi, nó kiếm sâu đi. Không biết sợ là gì hết á. Nè con sâu lên nè mẹ. Ừ thôi con sâu đó. Nè 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 nè. Con sợ. Chạy mẹ chưa? Chọi mẹ nè. Chọi mẹ rồi nè. Con dọn mẹ. Ừ, kiếm con dọn mẹ. Có dọn không cha? Để ngồi nó chạy ra bắt. Đâu rồi? Đây này. Con không sợ sâu hả chuột? Không có dễ đâu, đâu, đâu. Không có dễ sâu đâu hả? Rồi đi kiếm con sâu nữa, người ta gặp sâu là sợ không chết, rồi con còn đi kiếm con sâu nữa. Nè. Đẻ vô cái quần rồi, vô quần rồi. Vô đây nè, vô đây nè. Nè, trong đây nè. Có không? Dạ. Dạ, dạ. Rồi, nó làm banh bãi cao thơm hết trơn rồi. Không biết lực nha, hai cha con, để cho nó banh hết đi. Chọc ra mắt, bông ra của con hết rồi. Ngồi dưới này đi. Chọn mẹ đi. Chọn mẹ, mẹ đắp đi. Im im. Ngồi bá lại. Nó còn lụm, nó còn lụm sâu, nó còn đòi nhát em nữa nè. Không, để con hồi bá lại đi. Làm mẹ đỡ đâu lên đi kiếm sâu nhát người ta, hai cha con mày rảnh lắm. Đó giờ cả nhà thấy con chuột á. Không có. Không có hả? Cái này tách ra nó tách cái bông ra nó kiếm sâu nữa, nó không có đâu cả nhà. Không có con vô chơi. Mặt nhát được sâu người ta kìa. Ôi ôi cái nhà thấy nó không? Nó kiếm sâu nó nhát được cái mặt đó kìa. Đó. Đi chạy mẹ. Đi ra đâu? Con sâu đâu? Chờ chút, chờ chút. Chờ chút rồi. Chào ông bà chưa? Chuột. Chào ông bà. Tay đâu chào ông bà, tay sao? Hello sao? Mê sâu rồi. Mê nó lỗi đi kiếm sâu không? Trời ơi. Con kiếm sâu cho mẹ. Kiếm sâu bỏ quần ngon á. Đâu? Ừ kiếm sao bỏ quần con, ừ kiếm đi. Nó có trong quần không? Có không? Hả? Mẹ không có con gì đâu. Không có con gì hả? Có nè. Có con gì chảo vậy? Nè mẹ thấy có nè, đây mẹ mò cho. Nè mẹ mò con sâu trong đây nè. Nè con này con gì? Con chân dâu. Con gì? Nó kiếm kìa. Rồi bật ngựa đó, lại đây, ngồi xuống đây. Ừ.
Thôi ngồi đi, hồi cho có thì cứ đưa cái dí mẹ rồi cha bắt mẹ lại cho con nhát nha. Chịu không? Con bắt nó cần vô nè. Bắt cần vô luôn. Nhát mẹ chịu không? Dạ. Dạ. Nhát mẹ chịu. Nhát tôi sợ tôi xỉu luôn. Nhát tôi sợ tôi xỉu luôn, mấy người biết. Nhát tôi cái gì luôn. Ừ, nhát tôi, nhát mẹ là mẹ xỉu luôn đó, mẹ sợ sâu đó. Dạ lắm mẹ. Sợ. Dạ. Yeah. Ôi sợ quá. Không chưa lặt rau xong chưa cho mẹ đi rửa rau. Đây cả nhà ơi, cái tô canh của em nãy giờ đã xong. Với em ăn với thịt kho khô nghe cả nhà, em cũng kho còn hơi nước chứ không khô mấy. Làm chuột đây nè. Nãy giờ cha đút cơm cho chuột ăn, cha lặt rau xong cho đút cơm cho chuột ăn nè cả nhà, ăn cơm thịt mỡ không vậy đó. Chuột ơi. Chuột à. Con ăn cơm thịt mỡ có ngon không? Ngon hả? Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con đi. Mời bà ăn cơm kìa. Đi mời ông bà cô chú ăn cơm với con đi. Cúi đầu không? Kìa anh. Chị. Cúi đầu không? Cúi đầu không kìa anh hai, cúi đầu không kìa. Hả? Đây là rồi đây, cái cờ cơ mà. Chờ nó chơi nó hai là bà già cô đen rồi đó. Đó rồi thôi ăn cơm đi, rồi bới ăn cơm đi thôi cả nhà ơi. Đó, em mời cả nhà dùng cơm với em nghe cả nhà, đơn giản chỉ có nhiêu thôi, canh chua và cá cá hồi và thịt kho. Ngon ngon, trời ơi, ăn đút trà đút muỗng to vậy đó hả? Hả? Ok ngon sao đâu quên hả? Ăn cơm thịt mỡ không? Không ăn thịt đâu, có thịt không ăn đâu, mỡ không à. Nãy quên ông lấy dưa hấu cho nó ăn anh. Lỡ rồi, khỏi luôn đi. Nó mê ăn cơm thịt kho với dưa hấu lắm cả nhà. Thịt mỡ với dưa hấu, khô khô với dưa hấu mê lắm. Rồi, rồi, đó. Để cha ăn cơm, đi xuống. Rồi, rồi cha đè luôn rồi. Rồi cha đè luôn rồi, đè lên bịch sữa luôn bây giờ nè. Đó. Có yên không cả nhà? Có cha nó vậy đó mà nó còn quằn vậy đó. Gái không mời ông bà cô chú rồi gái. Gái mời ông bà cô chú gái. Mời cô bà cô chú thịt mỡ. Đâu thịt mỡ đâu, con múc cho ông bà cô chú ăn coi coi. Ờ con múc đâu, con múc ăn coi. Rồi con múc đi, múc rồi bóc, rồi bóc ăn không vậy đó. Mê lắm, mê ăn thịt mỡ lắm. Thôi em mời cả nhà dùng cơm với em nha. Bữa nay không ăn cho nguyên mấy cha con nó ăn à cả nhà ơi. Thôi clip em cũng dài. Con em nó nghe em kết thúc nó hồi vậy đi. Rồi cả nhà ơi, clip em cũng dài cả nhà. Em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã yêu thương và ủng hộ em. Ai mới đến kênh em nhớ cho em xin một like, đăng ký và chia sẻ nha cả nhà. Em xin bye bye, chụp bye bye đi. Bye bye. Cảm ơn các ông bà. Ăn ngon hơn lắm bà. Đã yêu thương con. Nè đã yêu thương con nè. Rồi em rồi quay lại em đút cơm cho chuột ăn, cho cha nó ăn cơm cả nhà. Bye bye, thả tim rồi.